Thưa quý vị và các bạn, nhóm thợ lặn Italia đã tìm thấy thi thể của người cuối cùng mất tích trong vụ chìm du thuyền của tỷ phú công nghệ Anh Michael Lynch xảy ra ngoài khơi đảo Sicily ngày 19 tháng 8. Một nguồn tin thân cận cho biết là nạn nhân có thể chính là con gái Hannah của vị tỷ phú này. Chiếc du thuyền Bayesian dài 56 mét, chở theo 22 hành khách và thủy thủ đoàn đang neo đậu ngoài cảng Ponticello gần Palermo thì bị lật và chìm chỉ trong vài phút do ảnh hưởng của cơn bão. Nguồn tin không xác nhận thi thể cuối cùng được tìm thấy này là Hannah Lynch, 18 tuổi, song cô là người duy nhất vẫn chưa được tìm thấy. Hãng tin Ancronos của Italia cho biết cô được tìm thấy bên trong du thuyền. Sau khi bị chìm, chiếc du thuyền nằm ở độ sâu 50 mét dưới đáy biển. Lực lượng cứu hộ đã cứu được 15 người, trong đó có vợ của tỷ phú Lynch. Hơn 400 người, trong đó có 28 thợ lặn chuyên nghiệp đã được huy động để tìm kiếm cứu nạn. Trước đó, trong hai ngày 21 và 22 tháng 8, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm được 5 thi thể, trong đó có tỷ phú Lynch. Việc xác định danh tính các nạn nhân và khám nghiệm tử thi dự kiến sẽ bắt đầu sau khi thi thể cuối cùng được chuyển đến nhà xác của bệnh viện ở Palermo.